giao tranh ác liệt tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Tâm điểm chú ý chuyển sang thị trấn Marinka với sự tham gia của lực lượng Chechnya. Trong khi đó, cư dân Nga ồ ạt sơ tán khỏi tỉnh Belgorod khi khói lửa xung đột tràn đến. Để củng cố sức mạnh khu vực biên giới, Nga triển khai bệ phóng tên lửa nhiệt áp ngay trên lãnh thổ. Mặc dù liên tục lên tiếng chỉ trích các quan chức Nga, nhưng ông Trung Wassner tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ phòng thủ cho Belgorod nếu Điện Kremlin đáp ứng một yêu cầu duy nhất. Khi sức phòng vệ của Nga tăng lên đáng kể, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng phản công cùng cảnh báo đáng sợ về tương lai cuộc chiến. Tất cả nội dung sẽ có trong chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu ngay sau đây. Yeah. Chào mừng quý vị đến với chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu liên quan đến những cuộc giao tranh vừa qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tấn công hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev cho biết lực lượng quân đội đã chiến đấu ác liệt với Nga ở nhiều khu vực. Reuters ngày 3 tháng 6 trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều hướng, bao gồm Kupiansk, Krasnyi, Liman, Donetsk, Zaporizhia và Kherson đồng thời phá hủy các xe bọc thép, hệ thống pháo do Mỹ sản xuất, chạm điều khiển mặt đất và các thiết bị quân sự khác của Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 và đánh chặn nhiều tên lửa. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã giao tranh ác liệt với quân đội Nga trên các hướng Donetsk và Luhansk. Quân đội Ukraine đã đánh vào khu vực tập trung nhân lực, trang thiết bị và hệ thống phòng không của Nga đồng thời đánh chặn nhiều tên lửa hành trình và UAV. Quân đội Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công vào một sở chỉ huy, kho đạn dược và trạm radar. Chi tiết hơn về tình hình giao tranh, Giám đốc Cơ quan Báo chí thuộc nhóm quân Iyuri của Nga, ông Vadim Astafiev, vào ngày 3 tháng 6 cho biết Máy bay của nhóm quân miền Nam Nga đã tấn công vào sở chỉ huy của Ukraine ở khu vực Sever thuộc Donetsk. Ông Astafiev nói, không quân của nhóm quân miền Nam đã tấn công sở chỉ huy của lữ đoàn cơ động đường 081 của lực lượng vũ trang Ukraine ở Severik. Pháo binh của nhóm quân đã phá hủy các cứ điểm của trung đội Ukraine ở khu vực Vodanovka và Kotenikov. Ngoài ra, pháo binh còn dùng các tổ xung cối tự hành Tupan và Pion tấn công vào các vị trí của đơn vị Ukraine ở khu vực Spony và nhà ga ở Kurakovo. Ông Astafiev cho biết thêm các đội pháo binh của quân khu miền Nam cũng phá hủy các kho đạn dược của Ukraine trong các khu định cư Umankoye và Pobeda. Bên cạnh đó, lực lượng đặc biệt của Nga đã phá hủy một thành trì và tiêu diệt bốn nhóm bộ binh Ukraine. Các khí tài bị Nga phá hủy bao gồm một khẩu lựu pháo D-20-152mm, hai xe chiến đấu bọc thép, một trạm tác chiến điện tử và một xe bán tải có vị trí khai hỏa gần làng Zerhelanov, Vitorore. Trong khi đó, cũng tại khu vực Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm xung kích của biệt đội đặc nhiệm Asmak hiện đang giao tranh ác liệt lực lượng Ukraine ở trung tâm thị trấn Marinka. Ngoài ra, các đơn vị thuộc quân đoàn 1 của Nga cũng đang chiến đấu ở khu vực Adipka. Trước đó, cố vấn của lãnh đạo Chechnya, chỉ huy lực lượng đặc biệt Asmat, ông Ati Alaudinov nói rằng các quân nhân Nga đã giải phóng khoảng 70% Marinka. Theo chỉ huy của Asmat, sư đoàn 150 sẽ càn quét phần còn lại của khu vực. Ông Alaudinov nói, cho đến nay, tình hình của cuộc tiến công đang diễn ra thuận lợi của đội Ukraine đang kháng cự quyết liệt. Tôi chắc chắn rằng nhiệm vụ này có thể hoàn thành. Vào cuối tháng 5, các nhà phân tích quân sự Ukraine đã báo cáo rằng lực lượng Kiev đang gặp phải một tình huống cực kỳ khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine bởi quân nhân Nga dưới sự hỗ trợ bởi xe tăng và máy bay đang phá vỡ hàng phòng ngự của quân đội Ukraine. Khi bộ binh Nga và Ukraine giao tranh ác liệt ở Donetsk, thì các đợt oanh kích của hai bên không hề dừng lại. Reuters vào ngày 4 tháng 6 dẫn thông tin từ thống đốc khu vực và các quan chức Ukraine cho biết, một tòa nhà hai tầng ở gần thành phố Dnipro, phía đông nam Ukraine đã bị tên lửa đánh trúng, khiến ít nhất 13 người bị thương và nhiều cư dân khác đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Quan chức Ukraine Serhiy Lysas viết trên Telegram cho biết, trong số những người bị thương có 3 trẻ em các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát. Đoạn video do cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các đội cứu hộ đang làm việc giữa đống bê tông vỡ vụn, lửa vẫn đang cháy âm ỉ. Reuters hiện chưa thể xác minh vị trí của video. Trong khi đó, các báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội cho biết một tên lửa của Nga đã đánh trúng tòa nhà và gây ra vụ nổ. Một tòa nhà khác trong thị trấn được biết với tên gọi cộng đồng Pihoroneska cũng đã bị tấn công. Các quan chức quân đội Ukraine hiện chưa lên tiếng xác nhận về các thông tin vụ việc. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một thông báo trên Telegram cho biết hai khu nhà đã bị oanh kích. Một lần nữa, Nga chứng tỏ họ là một quốc gia cực đoan, ông Zelensky viết. Nga từ trước đến nay luôn phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Trong khi đó, các đợt oanh kích của Ukraine vẫn nhắm vào mặt trận phía Nam. Cố vấn của thống đốc bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Oleg Kuriskov vào ngày 4 tháng 6 cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái tại thành phố Dankoy, nằm ở phía bắc Krum. Liên quan đến sự cố này, ông Kuriskov cho biết kính của một số ngôi nhà đã bị hư hại. Hiện tại, các cơ quan khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Trước đó, tại Krum, lực lượng Nga cũng đã tìm thấy một máy bay không người lái trinh sát trên cánh đồng gần Dizankoy. Các thông tin cho rằng chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống cánh đồng gần Dizankoy, gần làng Rysakovo, không có ai bị thương. Sau đó, ông Crisco xác định máy bay không người lái này là của quân đội Nga. Kể từ ngày 19 tháng 10 năm ngoái, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành mức độ cảnh báo trung bình ở 8 khu vực, bao gồm cả ở Krym, kêu gọi tăng cường bảo vệ trật tự công cộng và tăng mức độ an ninh tại các cơ sở năng lượng của Nga. Thưa quý vị, liên quan đến các đợt tấn công của Ukraine vào ngày 3 tháng 6, cơ quan an ninh SBU của Ukraine đã chia sẻ một đoạn video cho thấy một số thiết bị quân sự của Nga đã bị phá tan chỉ với một đòn phản công duy nhất của quân đội Kiev. Cụ thể, SBU cho biết Ukraine đã triệt tiêu 3 tên lửa SAM TOR-2M, tổ hợp tên lửa Buk M1, 3 hệ thống pháo tự hành Nona, 3 xe chiến đấu bộ binh, hai xe tăng, một trạm tác chiến điện tử và các công sự của Nga. Ngoài ra pháo binh của SBU cũng phá hủy thêm nhiều đơn vị vũ khí khác của đối phương. Theo SBU, một trận chiến đáng chú ý nhất đã diễn ra khi một người điều khiển máy bay không người lái bên phía Ukraina đã phản ứng vô cùng phi thường và tránh được tên lửa của Nga. SBU biết tên lửa TOR của đối phương đã cố bắn hạ máy bay không người lái của chúng tôi, nhưng người phi công điều khiển đã cứu được chiếc UAV. Anh ấy đã chuyển hướng nó ra khỏi đường bay của tên lửa và sau đó tiếp tục đuổi theo một tên lửa khác để tấn công. Thưa quý vị, những cuộc đụng độ ác liệt vẫn xảy ra trên lãnh thổ Ukraine, nhưng tình hình khu vực biên giới Nga cũng có diễn biến phức tạp. Theo Sky News, thống đốc vùng Bengrov, ông Vyacheslav Gratkov cho biết, các cuộc pháo kích nhằm vào khu vực này vào ngày 3 tháng 6 đã khiến thêm hai người thiệt mạng. Kể từ sáng ngày 3 tháng 6, các khu định cư ở khu đô thị Sibikino đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Ông Gratkov nói và cho biết, vụ pháo kích còn khiến thêm hai người khác bị thương. Bên cạnh đó, vị quan chức Nga còn cho hay, khu vực này đã bắt đầu sơ tán 2.500 người trong ngày 2 tháng 6, sau khi Moscow tiếp tục ghi nhận các cuộc tấn công đang gia tăng từ miền Bắc Ukraine. Thưa quý vị, khi xung đột tràn đến nước Nga, số người chạy khỏi các khu vực biên giới tiếp tục gia tăng. Nhiều người dân tỏ ra tuyệt vọng và lo lắng cho tương lai trước các cuộc xâm nhập mà họ tin là do Ukraine hậu thuẫn trong những ngày gần đây. Chia sẻ với The Moscow Times vào ngày 3 tháng 6, Daria cho biết cô đã quyết định rời Sebekino, một thị trấn biên giới thuộc vùng Belgorod với khoảng 40.000 dân để tránh khói lửa xung đột. Chúng tôi không có nơi nào để đi, không biết làm gì để sống và điều gì đang chờ đợi mình. Mọi người đang hoảng loạn bỏ chạy. Cô nói, The Moscow Times bình luận, việc hàng nghìn người rời khỏi Sebekino và các làng biên giới khác ở vùng Belgorod của Nga vừa qua đã đánh dấu đợt sơ tán lớn nhất trên lãnh thổ Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trang tin này cho biết thời gian qua, ngoài các cuộc bắn phá từ phía lãnh thổ Ukraine, khu vực Belgorod đã trở thành mục tiêu của các nhóm chống điện Kremlin. Lực lượng này bao gồm các công dân nga bất đồng với chính phủ. Nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới, nghi là có sự hỗ trợ của quân đội Ukraine trong khi điện kremlin chưa ra lệnh sơ tán toàn bộ khu vực biên giới chính quyền địa phương đã đưa một số người dân sống gần ukraine tránh xa khỏi lửa giao tranh nhiều người khác đã tự rời đi nhưng các nhóm truyền thông xã hội của địa phương cho biết họ vẫn nhận được hàng tá tin nhắn yêu cầu được giúp đỡ phương tiện đi lại và chỗ ở, hoặc hỗ trợ di tản người dân lớn tuổi. Dara, một cư dân khác ở Sebikino, chia sẻ, cô đã quyết định rời đi khi một vụ nổ mạnh xảy ra và sóng xung kích đã đánh sập cửa sổ của nhà cô. Chúng tôi sống ở một thị trấn xinh đẹp và phát triển ở biên giới Ukraine, nhưng giờ chỉ có đau đớn, chết chóc và đau buồn, cô nói. Mặc dù chưa rõ tổng số người đã chạy trốn khỏi các khu dân cư ở Bengorov trong hai ngày qua, Thống đốc Vyacheslav Gratkov vào ngày 2 tháng 6 cho biết có 2.500 cư dân Sebekino đang ở trong những nơi trú ẩn tạm thời, bao gồm một nhà thi đấu thể thao. Khoảng 300 trẻ em đã được sơ tán xa hơn về phía đông đến vùng Voronez lân cận. Ông Gratkov cũng thông báo đã mở đường dây nóng chính thức cho những người cần trợ giúp sơ tán khỏi Sebekino và các khu dân cư gần đó. Trong khi đó, những phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh điều quan trọng là phải cung cấp chỗ ở cho người dân sơ tán nhà phân tích chính trị Nga Dmitry Oreskin đánh giá, do tranh ngã lan rộng và lan sóng sơ tán trong đất Nga cho thấy, nhiều người ở vùng biên giới của xứ Bạch Dương lần đầu cảm nhận được thực tế cuộc chiến. Họ cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn và cảm ghét phương Tây. Đồng thời, có đôi lúc cũng không hài lòng với quan chức địa phương. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình Ben Quân đoàn nước Nga tự do, một nhóm dân quân chiến đấu dưới sự chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine, mới đây đã kêu gọi các cư dân của tỉnh sơ tán qua Ukraine. Thông báo của quân đoàn nước Nga tự do trên Telegram nêu rõ: Quân đội của Tổng thống Putin đã tấn công lực lượng chúng tôi ở bất kể đâu, dù nơi đó là khu dân cư. Trước các mối đe dọa đối với sự an toàn của dân thường, chúng tôi đồng ý với Bộ chỉ huy Ukraine mở các hành lang nhân đạo sơ tán cư dân của bên tất cả những người cần hỗ trợ có thể di chuyển vào Ukraine dựa trên tinh thần tự nguyện. Theo quân đoàn nước Nga tự do, lực lượng vũ trang của Tổng thống Putin đã pháo kích vào các khu định cư như Sebikine, Nova Tavostanka, Murom vào ngày 3 tháng 6. Nhưng kháng chiến đồng thời đăng tải đoạn video quay lại cuộc tấn công vào làng Murom. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp ở khu vực biên giới, Nga đã triển khai ít nhất một bệ phóng tên lửa nhiệt áp trên lãnh thổ với mục đích đẩy lùi các cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo vào ngày 2 tháng 6 trong một thông cáo báo chí gần đây, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã triển khai các máy bay trực thăng tấn công và bị phóng tên lửa nhiệt áp hạng nặng TOS-1A để đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân Nga ở Bengorov, gần khu vực giáp biên giới với Ukraine. Theo tình báo Anh, điều này cho thấy Nga đã triển khai toàn bộ hỏa lực quân sự trên lãnh thổ của mình với mong muốn thành công nhanh hơn trong việc ngăn chặn các cuộc đột kích. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Nga hiện đang ở thế tiến thoái lưỡng nan khi phải sử dụng một phần sức mạnh quân sự của mình ngay trong lãnh thổ quốc gia thay vì dồn toàn lực cho tiền tuyến ở Ukraine. Ukraine. Được biết, bị phóng tên lửa nhiệt áp hạng nặng TOS-1A là phương tiện được gắn trên nóc xe tăng và có thể phóng tên lửa với khoảng cách xa tới 2 dặm. Vũ khí nhiệt áp còn được gọi là bom chân không và có thể gây ra tác động tàn phá trên các khu vực rộng lớn. Thưa quý vị, để tránh được các đòn tấn công của Nga thì Ukraine cần có hầm trú ẩn. Tuy nhiên, Sky News vào ngày 3 tháng 6 trích lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Iho Klymenko cho biết, theo đánh giá mới nhất về 4.800 nơi trú ẩn tại Ukraine cho thấy khoảng 20% số hầm trú không phù hợp để sử dụng và 252 nơi đã bị đóng cửa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ các nơi trú ẩn sau khi một người phụ nữ được cho là đã thiệt mạng vào ngày 1 tháng 6 khi cố gắng tìm cách đi vào một hầm trú ẩn bị đóng cửa. Văn phòng công tố khu vực Kiev cho biết, bốn người có liên quan đến vụ việc đã bị giam giữ để điều tra. Trong đó, có một nhân viên bảo vệ bị bắt giữ dù đã nỗ lực mở khóa cửa, trong khi ba người khác, bao gồm một quan chức địa phương, bị quản thúc tại gia. Theo Sky News, các nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tù 8 năm do sơ suất gây nên vụ việc. Thị trưởng Kiev Vitaly Khrushchev cho biết, chỉ trong vòng một ngày kể từ khi triển khai dịch vụ phản hồi trực tuyến, chính quyền thành phố đã nhận được hơn 1.000 đơn khiếu nại liên quan đến các nơi trú ẩn bị khóa, đổ nát hoặc không đủ chỗ tránh bom. Thưa quý vị, khi Ukraine đã có nhiều hầm trú ẩn thì Nga đang có kế hoạch xây thêm hầm tránh bom Moscow Times vào ngày 2 tháng 6 đã đưa tin sau khi Nga hứng chịu đoàn tấn công bằng UAV chưa từng có. Điện Kremlin đã có quyết định xây một hầm tránh bom trong khuôn viên bệnh viện nổi tiếng nhất ở Moscow. Cụ thể, Moscow Times cho biết hầm tránh bom sẽ có sức chứa 800 người và chủ yếu dùng cho bệnh nhân VIP và nhân viên bệnh viện. Hầm đặc biệt này dự kiến được xây tại Bệnh viện Lâm Sàng Trung ương ở Moscow và sẽ hoàn tất trước ngày 20 tháng 12 năm nay. Nga gọi đây là cấu trúc phòng thủ dân sự, có thể bảo vệ mọi người khỏi sóng xung kích từ các vụ nổ mạnh và cả bức xạ trong khoảng cách 10 km. Hầm có lối vào, lối thoát hiểm, phòng chính và phòng phụ hệ thống thông gió và sửa ấm tinh vi để làm sạch không khí khỏi các phương tiện hủy diệt hàng loạt dạng khí, cũng như cho phép triển khai các hoạt động y tế thời chiến. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 8 UAV tấn công Moscow vào sáng ngày 30 tháng 5. Trong khi đó, truyền thông nói rằng có tới 32 máy bay không người lái đã tham gia đòn công phá chưa từng thấy này. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Một trong số các máy bay không người lái đã bị bắn hạ chỉ cách dinh thự của Tổng thống Putin vài km. Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, khi Ukraine đang tấn công vào lãnh thổ Nga, thì lãnh đạo nhầm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cho rằng các phe phái ở Điện Kremlin đang phá hủy nhà nước Nga bằng cách cố gắng gieo rắc bất hòa giữa các chiến binh Chechnya và lưỡi binh sĩ Wagner. Theo đó, ông Prigozhin cho rằng chính những sự đấu đá trong nội bộ điện Kremlin đã khiến các chính trị gia Chechnya chỉ trích khả năng quân sự của ông. Mặc dù vấn đề này đã được giải quyết, nhưng chiếc hộp Pandora đã mở sẵn. Tuy không nêu cụ thể tên các cá nhân, ông Trung Wassner cảnh báo nếu các quan chức Nga tiếp tục thực hiện các chiến thuật gây chia rẽ, họ sẽ phải trả giá đắt. Những trò chơi nguy hiểm đã trở nên phổ biến ở các tháp điện Kremlin và chúng chỉ đơn giản là phá hủy nhà nước Nga, ông chủ nhóm Wassner nói. Viện nghiên cứu chiến tranh trước đây từng cho rằng khi lực lượng wasner được giải vây khỏi Bắc và kiểm soát phần lớn lãnh thổ, ảnh hưởng chính trị của ông Prigozhin trở nên yếu ớt hơn. Trong khi đó, các lực lượng đặc biệt của Chechnya được giao nhiệm vụ tấn công thành phố Marinka và đây là cơ hội để lãnh đạo Ramzan Kadyrov nâng cao danh tiếng của mình theo cách tương tự như thủ lĩnh Wagner. Trong tuyên bố vào ngày 3 tháng 6, ông Prigozhin cho biết Wagner sẽ giành chiến thắng trong trận chiến trực tiếp với các lực lượng Chechnya hay các đơn vị đặc biệt Atmas, nhưng đó sẽ là một trận chiến đẫm máu. Bên cạnh đó, thủ lĩnh Wagner một lần nữa nhắc đến Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và quân đội chính quyền Nga như một mớ hỗn loạn và không tồn tại trên thực tế. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về các phát ngôn của ông Prigozhin. Thưa quý vị, mặc dù chỉ trích các quan chức Nga nhưng khi tỉnh biên giới Ben Group bị tấn công, ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner tuyên bố có thể đưa lực lượng đến bảo vệ tỉnh này và không cần lời mời cũng sẵn sàng hành động. Ông Trùm lính đánh thuê nhấn mạnh Euronews vào ngày 3 tháng 6, trích tuyên bố của ông Yevgeny Prigozhin cho hay sẵn sàng gửi các đơn vị đến bảo vệ tỉnh Bengorov của Nga, địa phương giáp với Ukraine và bị tấn công bằng pháo kích trong những ngày gần đây. Nếu Bộ Quốc phòng Nga không ngăn chặn những gì đang xảy ra ở khu vực Bengorov thì rõ ràng chúng tôi phải đến đó. Ông Prigozhin nói trong đoạn ghi âm đăng trên ứng dụng Telegram, chúng tôi sẽ bảo vệ đồng bào Nga. Mọi cư dân ở Bengorov, ông nói thêm. Theo Euronews, Ông Trung Wagner nhấn mạnh không cần phải chờ đợi lời mời hay sự cho phép chính thức để hành động bảo vệ Ben -Gurup. Ông nói, điều duy nhất chúng tôi sẽ yêu cầu là đạn dược. Gần đây, Ben đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công chưa từng thấy khi xung đột ở Đông Âu bùng nổ hơn 15 tháng. Thống đốc tỉnh, ông Vyacheslav Lasgradkov vào ngày 3 tháng 6 cho biết, chỉ riêng ngày hôm trước, địa phương hứng chịu hơn 500 quả đạn, gồm hơn 370 quả đạn nhắm vào thị trấn Sebekino, buộc hàng trăm người sơ tán. Theo nhà chức trách, ít nhất 27 người bị thương. Ông Gratkov vào ngày 3 tháng 6 thông báo, số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 5 người. Trước đó, tuyên bố vào ngày 1 tháng 6 từ phía Nga cho biết đã đẩy lùi nỗ lực tấn công tỉnh biên giới Bengorod của nhóm vũ trang xuất phát trong lãnh thổ Ukraine. Được biết, Moscow xem những vụ tấn công vào Bengorod là hành động cực đoan của Ukraine, dù Kiev bác bỏ liên quan trong vụ việc. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo tăng cường phòng thủ ở Bengorod và những khu vực khác của các tỉnh biên giới. Thưa quý vị, nhận định về cuộc đụng độ với nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố sẵn sàng phản công nhưng cảnh báo kiev khó tránh khỏi tổn thất khủng khiếp về binh sĩ Reuters ngày 3 tháng 6 trích phát biểu của Tổng thống Zelensky nói rằng chúng tôi vô cùng tin tưởng rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng thành thật mà nói, cuộc phản công của Ukraine có thể diễn ra theo nhiều cách hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện điều đó và chúng tôi đã sẵn sàng. Tuy vậy, ông thừa nhận Nga hiện chiếm ưu thế trên không, đồng nghĩa binh sĩ Ukraine có thể gặp tử thương lớn khi tiến hành chiến đấu trong khu vực do Nga kiểm soát chúng tôi có thể bị thiệt hại một lượng lớn binh sĩ, ông Zelensky nói. Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine khẳng định lực lượng của Kiev mạnh mẽ và có tinh thần chiến đấu cao hơn người Nga, không có chỗ cho sự yếu đuối, ông Zelensky khẳng định. Và lúc này, Nga đang kiểm soát các giải lãnh thổ Ukraine ở miền Đông, Nam và Đông Nam. Thời tiết khô hạn ở một số vùng của Ukraine hiện nay đã khiến nhiều người suy đoán rằng cuộc phản công có thể sắp xảy ra. Trong vài tuần qua, Ukraine đã tăng cường tấn công vào các kho đạn dược và các tuyến hậu cần của Nga. Nga đã có nhiều tháng tổ chức phòng ngự và cảnh báo Kiev sẽ trả giá thảm khốc khi phản công. Được biết vào tháng trước, ông Zelensky cho biết Ukraine cần đợi thêm xe bọc thép phương Tây đến trước khi phát động cuộc phản công. Ông đã thúc đẩy quan hệ ngoại giao để duy trì sự ủng hộ của phương Tây, tìm kiếm thêm viện trợ quân sự, vốn là chìa khóa để giúp các kế hoạch của Ukraine thành công. Thưa quý vị, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Wall Street tổng thống ukraine cũng phản pháo lời phát biểu của cựu tổng thống donald trump không hiểu bằng cách nào vì cựu tổng thống có thể chấm dứt chiến sự Đông Âu trong một ngày và đặt Kiev cùng với Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc liệu ông có lo lắng trước tác động của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 trên tình hình Ukraine hay không, ông Zelensky trả lời: "Tôi muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt. Việc này không liên quan gì đến việc chính quyền Mỹ có thay đổi hay không. Trong cuộc chiến này, tổng thống Biden đã giúp đỡ cho chúng tôi nhiều hơn là cựu tổng thống Donald Trump, nhưng vào thời điểm ông Trump tại vị, cuộc chiến vẫn chưa diễn ra nên tôi không biết liệu ông ấy sẽ hành động như thế nào." Ông Zelensky nói thêm rằng, ông không hiểu các tuyên bố của ông Trump khi ông ấy nói có thể kết thúc cuộc chiến này trong một ngày. Ông Zelensky thừa nhận rằng trong tình hình hiện tại ở Ukraine, những thay đổi sắp tới có thể sẽ đáng lo ngại vì tình hình có thể nhanh chóng chuyển sang chiều hướng mới, tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Thưa quý vị, những phát biểu của tổng thống Zelensky chính là những dự báo về mức độ khốc liệt cho cuộc chiến sắp tới giữa Nga và Ukraine. Đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong các buổi phát sóng tiếp theo xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại